Thật không thể tin là Lexus cũng phải dán lại phim cách nhiệt á. Đấy, đây các bạn đã nhìn này. Chiếc xe này đã chăm sóc rất là lâu rồi. Và giờ thì muốn làm mới lại, đẹp lại, gần như là vịt bầu hóa thiên nga. Và ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục làm cho một chiếc xe Lexus cao cấp. Từ một cô Lexus bình thường trở thành một cô Lexus sành điệu và đẹp nhá. Đó. Đây ạ, có vẻ như là vệ sinh cũng khó hơn bình thường đấy, bởi vì là nó bị tách thế này. Đó, các bạn thấy không? Nên là với cái như thế này thì chúng ta sẽ không thể tránh được cái việc là nó mờ được. Bởi vì là bình thường nếu mà vẫn còn hạn sử dụng thì chúng tôi chỉ cần bóc một lượt là nó sẽ ra ngay. Nhưng nó quá là lâu rồi nên nó tách hai cái lượt ra với nhau, nên là nó sẽ khó vệ sinh hơn rất là nhiều nhé.